trước khi bay, kiểm tra kỹ ống hơi, có ba đầu hơi này, đây là hai học viên chuẩn bị bay. Giáo viên nhìn kỹ là phải kiểm tra kỹ đầu hơi để khỏi phải tránh trường hợp xì hơi, những cao su đó. Quanh đây chúng ta thấy rất là nhiều người nước ngoài, thì đa số là người ở Nga đang về đây du lịch rất nhiều, có Thái Lan, Mỹ, Canada.